Đặc biệt sau tuyên bố của bệnh viện ca rằng các thông tin không hay về bệnh viện này là bịa đặt vu khống, càng khiến số lượng người phản ứng trên mạng xã hội bằng các bình luận xác nhận điều trị tâm phản ánh là đúng tăng lên. Thậm chí đã xuất hiện những clip nhiều bệnh nhân đồng thanh xác nhận việc phải đưa tiền để được xả trị, rồi những clip cá nhân người bệnh hay người nhà họ tố tình trạng này cũng lần lượt được đưa ra. Bê bối ở bệnh viện ca Bộ Y tế nhận thức chưa đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vụ bê bối ở bệnh viện ca bùng nổ sau clip của chị Đậu Thanh Tâm phản ánh mỗi lần bệnh nhân xả trị tại đây phải mất 200.000 đồng. Đây là vấn đề nhức nhối đã dâm gian từ lâu nên dư luận lập tức nổi sóng với những phản ứng cực kỳ gay gắt. Đặc biệt sau tuyên bố của bệnh viện ca rằng các thông tin không hay về bệnh viện này là bịa đặt vu khống, càng khiến số lượng người phản ứng trên mạng xã hội bằng các bình luận xác nhận điều chị Tâm phản ánh là đúng tăng lên. Thậm chí đã xuất hiện những clip nhiều bệnh nhân đồng thanh xác nhận việc phải đưa tiền để được xả trị. Rồi những clip cá nhân người bệnh hay người nhà họ tố tình trạng này cũng lần lượt được đưa ra. Phản ứng mang tính xã hội này một lần nữa xác nhận không có lửa làm sao có khói, bởi thật khó để nói rằng dư luận đồng lòng bị đặt trong một bệnh viện ở phạm vi rộng và mức độ bức xúc đến như thế. Vấn đề dư luận đang quan tâm hiện nay là thái độ của Bộ Y tế như thế nào? Ngay sau khi thông tin sự việc gây bức xúc xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện ca yêu cầu giả soát báo cáo những đáng tiếc rằng cũng chỉ dừng lại ở những chỉ đạo chung chung như tăng cường, quyết liệt, kịp thời khắc phục hoặc xoa dịu dư luận. Báo chí cũng không được tham gia đầy đủ cuộc làm việc của lãnh đạo Bộ Y tế với Bệnh viện ca chiều ngày 23 tháng 8 nhưng theo thông cáo được phát đi sau đó, thì cuộc làm việc dường như đã không đi sâu vào làm rõ việc người dân phản ánh tiêu cực, cũng không thấy chỉ ra các giải pháp cụ thể để chấn trình. Vẫn là những chỉ đạo chung chung như mọi cuộc họp bình thường khác. Các diễn biến trên cho thấy có vẻ như sự việc đang chưa được Bộ Y tế nhận thức đúng mức độ nghiêm trọng của nó. Việc rất đông người dân đồng loạt tố cáo tiêu cực ở bệnh viện ca không thể coi là vấn đề nhỏ. Dù số tiền mỗi người bệnh phải kẹp trong phiếu xạ trị chỉ là 200.000 đồng, Bộ Y tế có thể coi là số lẻ, nhưng đối tượng chịu ảnh hưởng ở đây là những người yếu thế, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nên xét dưới góc độ đạo đức xã hội là chuyện lớn. Chưa kể, theo số liệu công bố thì mỗi ngày, nhu cầu xạ trị của bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện ca là khoảng hơn 2.000 người, trong đó có khoảng hơn 1.000 người được phục vụ. Nếu đem nhân với con số người dân tố cáo phải lót tay 200.000 đồng trên lần xạ trị là một con số càng không hề nhỏ. Nhưng chuyện lớn nhất chính là sự việc này cho thấy cách thức vận hành lệch lạc ở một bệnh viện tuyến đầu nơi cung cấp một loại dịch vụ công mà người dân không có quyền lựa chọn khác vì vậy bộ y tế cần coi đây là cơ hội để chấn chỉnh thái độ tác phong lề lối làm việc tại khu vực điều trị bệnh bộ cần nghiêm túc thẳng thắn đánh giá những vấn đề người dân tố cáo cần thiết thanh tra ngay những nội dung liên quan đến tiêu cực không nên trao hết quyền xác minh làm rõ kiểm tra cho phía bệnh viện để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi đây chính là cơ hội tốt để Bộ Y tế thẳng tay làm rõ, xử lý nghiêm những tiêu cực, bảo vệ uy tín của ngành y tế và bảo vệ hình ảnh của những người thầy thuốc chân chính đang bị ảnh hưởng bởi những con sâu làm dầu nồi canh. Vụ lùm xùm tiêu cực ở bệnh viện ca, không có lửa làm sao có khói. Vụ lùm xùm liên quan đến nữ cờ tên Động Thành Tầm, người thường xuyên phát xuất ăn từ thiện, tố cáo bệnh viện ca một trong những bệnh viện chuyên điều trị ung bướu hàng đầu tại Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận dù chưa có chứng cứ. Theo lời tố cáo của nữ TikToker, mỗi lần xạ trị, bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng cho nhân viên y tế. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng, từ việc lên án đến yêu cầu làm rõ vụ việc. Bệnh viện ca đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận cáo buộc này, khẳng định rằng quy trình và dịch vụ y tế tại bệnh viện luôn được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đại diện bệnh viện cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra và làm rõ các thông tin liên quan, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng họ không dung túng cho bất kỳ hành vi sai trái nào của nhân viên. Sáng ngày 20 tháng 8, Bệnh viện ca có thông cáo báo chí cho rằng những video xuất hiện trên trang mạng xã hội được đăng trên tài khoản TikTok Động Thanh Tâm và một số tài khoản khác có nội dung không chính xác vừa lan truyền với mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hình ảnh Bệnh viện ca và uy tín cá nhân của các y bác sĩ, cán bộ y tế. Tuy nhiên, tại thông cáo này, vụ việc mỗi lần xạ trị, người bệnh phải lót tay 200.000 đồng chưa được bệnh viện đề cập. Ngày 21 tháng 8, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin. Sau khi nhận được đơn tố cáo của nữ TikToker Đậu Thành Tâm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, vụ lùm xùm nữ TikToker tố cáo bệnh viện ca đã và đang tạo ra nhiều dư luận trái chiều. Và dù kết quả cuối cùng thế nào, thì đây cũng là lúc chúng ta nên nghiêm túc nhìn lại thái độ của bệnh viện công. Với lời tố cáo, mỗi lần xạ trị, bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng cho nhân viên y tế mà không đưa ra được chứng cứ, nữ TikToker phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của mình, như chị cũng đã khẳng định. Còn nếu bệnh viện ca cho rằng thông tin này là vu khống, bôi nhọ hình ảnh của bệnh viện ca và uy tín cá nhân của các y bác sĩ, cán bộ y tế, thì đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ. Nhưng dù có hay không có chứng cứ, thì nhiều người vẫn tin rằng chuyện nhân viên y tế nhận tiền của người bệnh là chuyện thường ngay ở huyện. Không có chứng cứ không có nghĩa là điều đó không xảy ra, không có lửa thì sao có khói. Tiền bạc chỉ là một phần của câu chuyện, bởi 200.000 đối với người nghèo là số tiền lớn, nhưng với một số người khác thì không nhiều nhỏ gì. Họ sẵn sàng bỏ ra để không phải chờ đợi là chuyện bình thường. Vấn đề lớn hơn là sự công bằng và thái độ của nhân viên y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước. Các bệnh viện công vẫn đều thu phí nhưng nhân viên y tế nhận ra rằng họ có quyền có thái độ với người bệnh. Người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh công vẫn trả phí, nhưng thường không được xem như khách hàng. Họ không nợ gì nhân viên y tế, nhưng tiếp đón họ là phần nhiều những khuôn mặt cao có. Sau khi báo chí đăng tải thông tin liên quan đến vụ việc, TikToker tố mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200 000 đồng và những lùm xùm bác sĩ gây khó xảy ra tại bệnh viện ca. Nhiều bạn đọc, bệnh nhân cũng đã lên tiếng là có tình trạng này. Mặc dù các thông tin chưa được xác thực, nhưng cũng khiến cho nhiều người đặt câu hỏi liệu có hay không tiêu cực tại bệnh viện ca. Tại phần đánh giá trên Google về bệnh viện ca cũng có rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc về thái độ của nhân viên y tế tại đây. Đơn cử độc giả DHT có dòng bình luận, bác sĩ không hề có trách nhiệm với bệnh nhân, bệnh nhân hỏi thì giải thích không rõ ràng, làm khó bệnh nhân, tư vấn mổ chưa giải thích kỹ, bệnh nhân chưa nói gì đã ghi là từ chối mổ rồi đuổi bệnh nhân ra ngoài, thái độ gắt gỏng, làm việc như bàn ợn. Chiều ngày 23 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Y tế do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với bệnh viện Ca để nắm bắt tình hình và chỉ đạo liên quan đến những thông tin phản ánh trên mạng xã hội. Tại đây, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc bệnh viện Ca cho biết, ngay khi có những phản ánh về bệnh viện trên mạng xã hội, ban giám đốc bệnh viện đã tổ chức cuộc họp với trưởng các khoa, phòng xác minh thông tin. Liên quan đến clip nhận phong bỉ, lãnh đạo bệnh viện xác nhận đây là clip cũ từ năm 2014, bác sĩ này đã bị kỷ luật và chuyển công tác khác. Sau khi xác minh, bệnh viện phát hiện trong số đó có hình ảnh đưa bác sĩ Phong bì đã xảy ra từ năm 2014. Nhân viên y tế này đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác, giám đốc bệnh viện ca nói. Giáo sư Quảng cũng thừa nhận thực trạng bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải ở cả ba cơ sở điều trị do lượng bệnh nhân đến khám, điều trị rất đông. Đặc biệt khối xạ trị làm việc liên tục 23 trên 24 giờ. Trước thực trạng này, bệnh viện nhận thấy có nguy cơ xảy ra tiêu cực nên thời gian qua bệnh viện luôn luôn chấn chỉnh thái độ phục vụ đặc biệt là công tác phòng chống tiêu cực, quả đó đã tiến hành kỷ luật một số cán bộ đã có hành vi và thái độ không đúng mực với người bệnh. Giáo sư Quảng cho biết. Qua phát biểu của giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc bệnh viện Ca có thể khẳng định rằng thứ nhất bệnh viện này đã từng có trường hợp nhận phong bì được phát hiện, thứ hai hiện bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải ở cả ba cơ sở điều trị có nguy cơ xảy ra tiêu cực. Vụ việc xảy ra ở bệnh viện Ca đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về chất lượng và thái độ phục vụ của các dịch vụ công đặc biệt là trong lĩnh vực y tế so với dịch vụ y tế tư nhân các bệnh viện công vẫn tồn tại nhiều hạn chế về cơ sở vật chất quy trình phục vụ trong khi các bệnh viện tư nhân không ngừng cải thiện để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bệnh nhân từ cơ sở vật chất hiện đại đến dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp thì các bệnh viện công thường gặp phải những phàn nàn về thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp thời gian chờ đợi lâu vì tình trạng quá tải một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khác biệt này là do cơ chế quản lý và áp lực công việc các bệnh viện công do nhà nước hỗ trợ thường phải đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân, nguồn lực bị phân bổ không đồng đều và quy trình làm việc theo kiểu công chức. Trong khi đó, các bệnh viện tư nhân với mục tiêu lợi nhuận buộc phải tạo ra sự hài lòng từ khách hàng để duy trì hoạt động và phát triển. Vụ việc tại bệnh viện ca dù thực hư thế nào cũng gợi lên một thực tế rằng dịch vụ công tại Việt Nam cần phải cải thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Người dân không chỉ mong đợi được điều trị bệnh mà còn cần được phục vụ với thái độ tận tình, chú đáo và chuyên nghiệp. Những vụ việc như thế này nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ làm giảm lòng tin của người dân vào hệ thống y tế công cộng và đẩy họ tìm đến các dịch vụ tư nhân, nơi họ tin tưởng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Đà Nẵng, giáo viên tố nhóm trẻ cho hàng chục bé ăn bún tiêu Ngày 26 tháng 8, cô Phương, một giáo viên vừa nghỉ việc tại nhóm trẻ độc lập Hoàng đế nhỏ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tố cơ sở này cho các cháu ăn bún tiêu Cô Phương cho hay ngày 6 tháng 8 khi cô còn làm việc tại nhóm trẻ. Trong buổi sáng, bún dùng cho trẻ ăn có mùi chua. Nhưng khi báo cho quản lý thì quản lý vẫn nói bún không có mùi gì và vẫn cho ăn bình thường. Một lúc sau, có quản lý khác đến và yêu cầu chỉ cho trẻ ăn nước thôi vì bún có mùi. Cô Phương cũng chia sẻ các tin nhắn nội bộ trao đổi về việc bún thiêu. Trong đó lớp 12, 24 tháng tuổi, có ba cháu đi ngoài dạng lỏng. Có phụ huynh phản ánh với tôi khi kiểm tra camera, thấy cô lấy dầu sao bụng cho con. Những ngày sau đưa bé đi bệnh viện thì bác sĩ kết luận bị viêm ruột. Một phụ huynh khác kể tối đó con về bị đi lỏng, trong khi những ngày khác không hề bị, cô nói thêm. Bà Lương Thị Thùy Nhật, quản lý nhóm trẻ độc lập hoàng đế nhỏ xác nhận sự việc. Theo thực đơn, hôm đó 58 cháu ở tất cả các độ tuổi ăn món bún bò vào buổi sáng. Lúc 6 giờ 15, bà được tin báo từ bếp bún có mùi, bà đã yêu cầu cho dừng lại không cho trẻ ăn và đổi một đơn vị khác mang bún tới. Tuy nhiên khi mang số bún này trụng nước sôi thì vẫn có mùi nồng đặc trưng bốc lên, cũng y như lần một. chứ không phải bún bị thiêu. Bà khẳng định. Bà Nhật cho biết thêm, lúc 9 giờ 30 cùng ngày, cả trường có 7-8 bé đi ngoài lỏng, chủ yếu trẻ 12 đến 24 tháng, còn tất cả các cháu còn lại đều bình thường. Các cô giáo đã theo dõi sát sao tình hình của các cháu suốt ngày hôm đó. Tới giờ trả trẻ cũng không có bất thường gì. Một số cô giáo khi trả trẻ cũng có báo là cháu bị đi ngoài cho phụ huynh. Ngày hôm sau 7 tháng 8, toàn bộ trẻ vẫn đi học đầy đủ, không có bất thường gì về sức khỏe, nên không thể nói trường cho các cháu ăn bún tiêu, gây đau bụng, tiêu chảy. Những ngày tiếp đó, nhóm trẻ cũng không nhận bất kỳ phản ánh nào của phụ huynh về việc bị ngộ độc, tiêu chảy, nhập viện. Mặt khác, nếu cô Phương tố sự việc này ngay hôm đó, chúng tôi sẽ lấy mẫu lưu ra để xét nghiệm. Giờ đã qua gần 20 ngày nên hoàn toàn không có căn cứ, bà nói. Bà Nhật chia sẻ, sau khi cô Phương bóc phốt trên các trang mạng xã hội, sự việc đã gây nhiều bức xúc cho dư luận. Nhiều phụ huynh cũng lo lắng khi gửi con tại trường. Ông Nguyễn Đức Tú Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hải Châu cho hay, ngay sau khi nắm thông tin, phòng phối hợp các đơn vị liên quan đến kiểm tra tại nhóm trẻ độc lập Hoàng đế nhỏ. Qua nắm bắt tình hình ban đầu thì tất cả các cháu ăn bún sáng 6 tháng 8 đến hôm nay vẫn đi học đầy đủ, sức khỏe bình thường. Trường cũng đảm bảo việc lưu mẫu, nguồn gốc thực phẩm. Hiện phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục theo dõi, làm rõ vụ việc. Ông Anh cho hay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.